Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem bản tin tối với các tin nóng mới nhất trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Ngày 13 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường đang thăm chính thức Việt Nam. Trong không khí chân thành, hữu nghị, cởi mở, hai thủ tướng thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, đi sâu đánh giá việc triển khai nhận thức chung, các thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước và thống nhất các phương hướng, biện pháp góp phần triển khai hiệu quả định hướng 6 hơn. Xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam, Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược mà lãnh đạo cao nhất hai đảng. Hai nước đã nhất trí trong các chuyến thăm cấp cao. Mới đây nhất là chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 8 năm 2024. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những kết quả quan trọng, đáng khích lệ trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước thời gian qua. Trong đó, tin cậy chính trị được củng cố, giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra mật thiết, kết nối chiến lược, nhất là kết nối giao thông được đẩy nhanh. Hợp tác thực chất trên các lĩnh vực thu được thành tựu cụ thể với kim ngạch thương mại song phương tăng 21,9% trong 9 tháng đầu năm 2024. Hợp tác du lịch phục hồi mạnh mẽ, lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt 2,7 triệu lượt, vượt tổng lượng của cả năm 2023. Hợp tác giữa các địa phương diễn ra sôi động, phối hợp đa phương chặt chẽ, hiệu quả hơn. Về hợp tác thời gian tới, hai thủ tướng nhất trí triển khai hiệu quả các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao nhất của hai đảng, hai nước, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên gặp gỡ cấp cao và các cấp, đẩy mạnh các cơ chế giao lưu, hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực ngoại giao quốc phòng công an. Thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực trọng tâm, tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho sự phát triển của quan hệ Việt Trung, tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế diễn đàn đa phương, hợp tác quản lý tốt biên giới trên đất liền. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, coi đây là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên đẩy nhanh hoàn tất thủ tục để sớm mở tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại, tiếp tục mở cửa thị trường cho nông sản chất lượng cao của Việt Nam như hoa quả có múi, bưởi, bơ, na, roi, dược liệu đông y có nguồn gốc thực vật, thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tôm hùm bông nuôi trồng của Việt Nam, tạo điều kiện để Việt Nam thành lập văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu trong năm 2024. Và thành lập các văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Nam Kinh, Giang Tô trong thời gian tới, nâng cao hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu, thúc đẩy nâng cấp kết nối mềm về hải quan thông minh, tích cực phối hợp nghiên cứu, đề xuất các mô hình mới để triển khai hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam, Trung Quốc. Về kết nối giao thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các văn kiện về hợp tác đường sắt đã ký kết, hợp tác phát triển ngành công nghiệp đường sắt hiện đại, cung cấp vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực để triển khai 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối các địa phương phía Bắc Việt Nam với Trung Quốc, gồm Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội, Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng. Về hợp tác đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên hợp tác triển khai các dự án mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương, quy mô lớn, công nghệ cao trong các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh. Việt Nam có nhu cầu như năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ, ô tô điện, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đô thị thông minh, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác về tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch, môi trường, tăng cường chia sẻ dữ liệu khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước trên các sông xuyên biên giới, hợp tác quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả nguồn nước sông Mekong, Lan Thương, triển khai hiệu quả các suất học bổng dành cho du học sinh Việt Nam, tạo điều kiện để Việt Nam sớm thành lập trung tâm văn hóa tại Bắc Kinh, cùng xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai năm giao lưu nhân văn Việt Trung 2025, thúc đẩy hợp tác du lịch phục hồi mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện để các hãng hàng không của Việt Nam được gia hạn, cấp bổ sung giờ cất hạ cánh tại các sân bay của Trung Quốc. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Tán thành và đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lý Cường khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường nền tảng chính trị, đi sâu hợp tác thực chất, sẽ tiếp tục mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông thủy sản, hoa quả chất lượng cao của Việt Nam, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi về kiểm dịch, thông quan hàng hóa, sẵn sàng phối hợp thúc đẩy giải quyết vướng mắc về chính sách, để quan hệ thương mại hai nước tiếp tục tăng trưởng bền vững và đạt thành quả mới. Thủ tướng Lý Cường đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược, nhất là về cơ sở hạ tầng giao thông, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư,
nhất là trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo, nông nghiệp, hợp tác duy trì chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, đào tạo dạy nghề, mở rộng hợp tác tài chính, tiền tệ, đưa hợp tác thực chất giữa hai nước ngày càng hiệu quả. Thực chất, đề nghị hai bên thúc đẩy tổ chức, thiết kế, triển khai tốt năm giao lưu nhân văn Việt Trung 2025, tăng cường nền tảng xã hội, ủng hộ tăng cường hợp tác du lịch, giao lưu địa phương, mở thêm các chuyến bay hai chiều. Hai bên trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam, Trung Quốc, kiểm soát thỏa đáng bất đồng, tích cực tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều chấp nhận được phù hợp với thỏa thuận về các nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam, Trung Quốc. Luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, không có hành động làm phức tạp tình hình, cùng duy trì ổn định trên biển. Triển khai hiệu quả các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, tích cực triển khai hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm và hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau và giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, xử lý thỏa đáng vấn đề tàu cá ngư dân phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng tin cậy chính trị giữa hai bên và tổn thương tình cảm, lòng tin của nhân dân hai nước. Trưa 13 tháng 10, tại trụ sở chính phủ, sau khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Các văn kiện hợp tác được trao trước sự chứng kiến của hai thủ tướng gồm: 1. Bản ghi nhớ giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc về phương án kỹ thuật kết nối đường sắt giữa ga Lào Cai, Việt Nam và ga Hà Khẩu Bắc, Trung Quốc. 2. Biên bản làm việc giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Quốc gia Trung Quốc về việc khảo sát hiện trường nghiên cứu tính khả thi dự án viện trợ lập quy hoạch các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng, Hà Nội và Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng. 3. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Quốc gia Trung Quốc về việc cùng thúc đẩy dự án sửa chữa, bảo trì cung hữu nghị Việt-Trung. 4. Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Quốc gia Trung Quốc về tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ sáng kiến phát triển toàn cầu. 5. Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc về tăng cường hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng nông sản bền vững. 6. Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc về việc thành lập nhóm công tác nghiên cứu về mô hình xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam, Trung Quốc. 7. Kế hoạch hành động giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc về thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chương trình doanh nghiệp ưu tiên của Hải quan Việt Nam và chương trình quản lý tín nhiệm doanh nghiệp của Hải quan Trung Quốc. 8. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Đài phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc. 9. Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc. 10. Bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam với Công ty UnionPay International về việc triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam, Trung Quốc. Ngày 13 tháng 10, Đồn Biên phòng Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời giải cứu hai nữ du khách đi lạc trên bán đảo Sơn Trà. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 12 tháng 10, trực ban đồn biên phòng Sơn Trà nhận tin báo về việc có hai nữ du khách đi lạc tại khu vực Gành Bàng, thuộc bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ngay lập tức, đồn biên phòng Sơn Trà chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tại trạm kiểm soát biên phòng Bãi Bắc phối hợp với các lực lượng huy động nhân lực, vật lực để tìm kiếm. Thời điểm tìm kiếm, trời mưa nhẹ cộng với địa hình phức tạp khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng đã phát hiện hai nữ du khách tại khu vực Gành Bàng, sau đó phối hợp đưa hai du khách này đến vị trí an toàn. Theo cơ quan chức năng, hai nữ du khách là H và T, cùng sinh năm 2001, trú tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Hai du khách cho biết đến khu vực trên để tham quan, check-in nhưng vì trời sập tối, không quen địa hình nên đã đi lạc. Chiều 13 tháng 10, ông Đặng Văn Hùng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nông Cống 2, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ việc nữ sinh bị đánh trọng thương. Theo thông tin ban đầu, em N, sinh năm 2008, là học sinh lớp 11A6, trường Trung học phổ thông Nông Cống 2, trú xã Trung Chính. Chiều 5 tháng 10, em N đi học về, khi đến địa bàn xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, thấy một nhóm học sinh đánh nhau nên em vào can ngăn. Trong lúc can ngăn, em N bất ngờ bị nhiều nữ sinh xông vào đánh hội đồng. Nhóm nữ sinh này đã dùng mũ bảo hiểm, tay, chân đánh, đạp vào đầu, người em N.
em N được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống cấp cứu. Sau đó đưa ra Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, điều trị với tình trạng bị gãy đốt sống cổ số 2. Hai móng tay út bị bong ra khỏi ngón, phải nằm một chỗ. Liên quan đến vụ việc, bước đầu, Trường Trung học Phổ thông Nông Cống 2 đã tạm đình chỉ học tập với 6 học sinh để làm rõ vụ việc. Trưa 13 tháng 10, Công an quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên địa bàn. Trước đó, 23 giờ ngày 12 tháng 10, người dân nhìn thấy căn nhà một trệt, ba lầu ở đường 9C, phường 13, quận 6 bốc cháy dữ dội nên hô hoán. Lúc này, người trong căn nhà tìm cách chạy ra ngoài thoát thân. Sau đó, mọi người dùng bình chữa cháy và nước dập lửa nhưng không thành. Do căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nhận tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận 6 đã điều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Một lúc sau, lực lượng chức năng mới khống chế, dập tắt được đám cháy. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị cháy. May mắn, không có thương vong về người. Theo người dân sống trong căn nhà này, nguyên nhân cháy là do chập điện. Thời điểm cháy trong nhà có 3 người nhưng tất cả kịp thoát ra ngoài an toàn. Đến sáng 13 tháng 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng liên quan phong tỏa hiện trường. Khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong xảy ra tối ngày 12 tháng 10 tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 15 phút tối 12 tháng 10, lửa bất ngờ bốc cháy tại một góc căn nhà nơi có ổ cắm điện của bà Trần Thị Kế, sinh năm 1954, tổ 23, khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam. Phát hiện có cháy, chủ nhà hô hoán, cùng nhiều người dân sống xung quanh sử dụng nước dập lửa nhưng bất thành. Sau hơn 20 phút xảy ra cháy, lửa bao trùm căn nhà của bà Kế và cháy lan sang nhà ông Thái Văn Đạt, sinh năm 1965, ở bên cạnh. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với dân quân, lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai phương án dập lửa, di rời tài sản chưa bị cháy ra xa khu vực nguy hiểm. Sau hơn 1 giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khống chế được đám cháy. Vụ cháy đã thiêu rụi căn nhà bà Kế và tầng 1 của nhà ông Đạt. Tại hiện trường, bên trong nhà bà Kế, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nam. Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Phú Long, sinh năm 1985, con trai bà Kế.